Top 10 giống chó thông minh nhất thế giới Loài chó không chỉ là con vật rất trung thành mà còn là một người bạn rất thân thiết với con người. Trên thế giới có những chú chó rất xinh đẹp, rất đặc biệt, rất nhỏ hay rất to. Trong thế giới của loài chó có rất nhiều giống chó khác nhau. Mỗi loài chó loại mang những đặc tính nổi bật để gây ấn tượng với chúng ta. Những chú chó thông minh, tình cảm từ bao giờ đã trở thành những người bạn đồng hành trong cuộc sống. Không chỉ được yêu quý bởi sự đáng yêu hay lòng trung thành mà loài động vật này còn thu hút bởi sự thông minh của mình. Một loài chó Doberman Pinscher. Doberman là tên của một giống chó có thể nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nghiệp vụ. Tên gọi đầy đủ và chính xác của nó là Doberman Pinscher doberman là một trong số ít những loại chó được đặt theo tên người louis doberman đây là một giống chó hung dữ nhưng nếu được đào tạo tốt nó có thể là những con chó tuyệt vời của gia đình với cách tiếp cận phù hợp chúng có thể dễ dàng đào tạo và sẽ học hỏi rất nhanh giống như tất cả các con chó nếu được đào tạo đúng cách chúng có thể phù hợp với trẻ em doberman là loài chó được lai tạo đã từ rất lâu để có thể trở thành một trong những loài chó canh gác tuyệt vời doberman đã có được rất nhiều phẩm chất lý tưởng để có thể làm tốt công việc này như chúng rất nhạy cảm nhiệt huyết đặc biệt là có sức mạnh và sự bền bỉ rất phi thường tuy nhiên chúng lại không hề hoang dã luôn trung thành và rất tình cảm với chủ vì doberman rất thông minh dễ dạy bảo có khả năng tấn công và bảo vệ rất tốt nên chúng thường được huấn luyện để tham gia vào nhiều mục đích khác nhau. 2. Loài chó Rotswien. Rotswien hay còn gọi là rốt hoặc Rottie là một giống chó có nguồn gốc từ Đức được dùng như loại chó chăn gia súc nhưng thường được huấn luyện để trở thành chó nghiệp vụ. Chúng còn là những con chó chiến đấu tốt và có khả năng chịu đựng được các vết thương. Chúng ít thân thiện với người lạ nhưng với người quen lại tỏ ra dễ mến chúng là giống chó khá điềm tĩnh. Nhìn chung, Rodwin là một giống chó mạnh mẽ với thói quen sống bầy đàn và bản năng bảo vệ. Tuy nhiên, sức mạnh của nó không nên bỏ qua vì chúng là một trong những giống chó nguy hiểm, lực cắn của chúng có thể lên đến 136 kg. Hàm rất phát triển và rất khỏe, cộng với hàm răng khỏe và sắc bén, hàm trên và hàm dưới rộng và khỏe, bộ răng hoàn chỉnh gồm 42 răng, mặt cắt kéo, răng cửa hàm trên gối lên hàm dưới. 3. Loài chó Golden Retriever. Golden Retriever là giống chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. Chúng còn có tên gọi khác là chó săn mồi hoặc chó tha mồi. Đặc điểm chung của loài này là rất hiền lành và thông minh, trung thành và thích chơi đùa golden retriever là giống chó sở hữu thân hình cân đối khỏe mạnh chúng có bộ lông màu từ vàng kem đến vàng nâu chúng có cái đầu to mỏm hơi vác nhưng kèm với bộ hàm rộng và rất khỏe cùng với hàm răng sắc bén. Mũi có màu đen, mắt biểu cảm màu nâu với viền sẫm. Đôi tai cỡ nhở, cục. Cổ dài, khỏe và khá cơ bắp. Ngực rộng. Đuôi dài và không bao giờ cong. Giống chó này còn được biết đến như những người giúp việc cừ khôi cho những thợ săn chim và vịt trời. Chúng có khả năng đánh hơi cực tốt và vì thế thường được sử dụng không chỉ cho các cuộc săn hoặc tìm dấu vết mà còn được trang bị cho các đơn vị quân đội, cảnh sát để phát hiện ra ma túy. Chúng dễ dạy dỗ và luôn tỏ ra kiên nhẫn và dịu dàng đối với trẻ nhỏ. Trung thành, tin cậy, dễ bảo và luôn tìm cách làm vừa lòng chủ nhân là các đức tính của Golden Retriever. 4. Loài chó săn gấu mèo lam Chó săn gấu mèo lam, Bluetooth cu nhau, là một loại chó săn được lai giống để chuyên săn những con gấu mèo ở hoa kỳ chúng thuộc dòng chó săn mùi sử dụng khứu giác nhạy bén để truy tìm những con mồi ngày nay nó được huấn luyện để đánh hơi nhiều mùi đặc trưng của những con mồi khác với trước kia chỉ để săn những con gấu trúc và các con thú ăn đêm chúng rất khỏe năng động và đôi khi bướng bỉnh nhưng lại rất thân thiện nếu không được cho ra ngoài đi dạo hay đi săn thì chúng dần trở lên khó tính và nuôi có ý định muốn phi ra ngoài tới những nơi có những trò chơi săn bắt đang chờ chúng và luôn háo hức mỗi lời nhạn thấy chủ nó có biểu biện chuẩn bị đi săn và sẽ cho chúng theo. Sở hữu sự thông minh, khôn ngoan, khéo léo, dũng cảm do đó để đi săn thì đơn giản đối với chúng. Ngày nay, chó săn gấu mèo lam cũng là con chó trình diễn nhưng được ít người biết đến vì có ít thành tích mà giống chó này đã giành được trong các cuộc trình diễn năm chó săn vịt quốc đồ chó săn vịt quốc đồ là một giống chó săn dùng để săn các loại thủy cầm trong đó chủ yếu là vịt ngày nay giống chó này được lai tạo để trở thành dòng chó cảnh chó săn vịt nổi tiếng với khả năng bơi lội tuyệt vời sự nhanh nhẹn và sự vâng lời của chúng Chúng có thể bơi rất tốt trong nước lạnh, các thợ săn thường nuôi chúng để săn các loài chim hay bắt cá trên mặt hồ. Từ năm 1960 đến 1982, giống chó này liên tục xếp vị trí đầu tiên trong danh sách những loài được yêu mến nhất. Chó quốc đồ có trí thông minh và vẻ ngoài ưa nhìn. Với bộ lông vừa dài, vừa xoăn với đủ màu sắc điệu đà, chó săn vịt được coi là loài chó điệu đà nhất thế giới. Lớp lông quang chính là đặc điểm đặc biệt của chúng. Vẻ bề ngoài của chúng tạo nên ấn tượng về con chó thông minh, nhanh nhẹn và tích cực, đồng thời ngoại hình hài hòa cũng tạo nên ấn tượng về sự sang trọng và lòng tự hào của chúng. Quốc đồ cỡ trung, standard có kích thước từ 35 đến 45 cm. Quốc đồ mini có kích thước từ 28 đến 35 cm. Quốc đồ mini phải hiển thị tướng mạo của một quốc đồ cỡ trung thu nhỏ giữ lại càng nghiêm đặc điểm tỷ lệ càng tốt và không được có dấu hiệu lùng. 6. Tốt 6 chó chăn cừu Úc Chó chăn cừu Úc, Australia Shepherd là một giống chó được sử dụng dùng trong chăn nuôi để bảo vệ đàn gia súc và đặc biệt là chăn cừu. Ngày nay, chúng đã trở thành một trong những giống vật nuôi rất được ưa chuộng và yêu thích trong các gia đình bởi sự thông minh và trung thành của chúng. Chó chăn cừu Úc có kích thước trung bình, mạnh khỏe, cân đối và trông thô giả. Con đực cao từ 52 đến 58 cm, nặng 25 đến 29 kg, con cái cao 46 đến 53 cm, nặng khoảng 18 đến 25 kg. Đôi tai ở vị trí cao trên đầu thủ, hình tam giác và hơi tròn ở đỉnh tai. Nó trông sống động và dẻo dai với một cơ thể hơi dài hơn so với chiều cao vai. Oxy có bộ ngực sâu, mạnh mẽ và thế đứng vững vàng, cân bằng. Chân trước thẳng tắp huyền đề phía trước của chó chăn cừu Úc có thể để hoặc loại bỏ, nhưng huyền đề phía sau thì loại bỏ. Bàn chân mạnh mẽ và hình ô vang với những ngón chân công hình vòng. Đặc điểm nhận dạng là đuôi cộc tự nhiên hoặc bị cắt. Đuôi thường bị cắt cột nếu dài hơn 4 inch, khoảng 10 cm, mặc dù cơ bản thường là ngắn. Mỗi cá thể được hoặc cái thường được xác định một cách rõ ràng. 7. Cô ly biên giới So với các giống chó khác, Cô ly biên giới có 3 điểm nổi bật đó là chúng được coi là đứng hạng nhất trong danh sách những giống chó thông minh, chúng sáng dạ, dễ dạy, tiếp thu lệnh nhanh và là giống chó chăn lùa gia súc, gia cầm điệu nghệ trên những cánh đồng lớn. Cô ly biên giới, Border Collie là giống chó chăn gia súc kim dụng chó săn đuổi có nguồn gốc từ nước Anh. Tên gọi biên giới, Border vì giống chó này có xuất xứ từ vùng biên giới giữa Anh và Scotland. Chó Border Collie có bản tính năng động, chúng rất thông minh và học hỏi cũng rất nhanh, rất biết vâng lời trung thành với chủ nhân của nó. Giống chó Border Collie rất thân thiện nhưng cũng rất có khoảng cách đối với những người xa lạ vì đó là bản tính của nó, khả năng canh gác của giống chó này rất tốt. Ngoài huấn luyện cho các cuộc thi, Border Collie khởi điểm được nhân giống cho mục đích chăn cừu, không ngại khó khăn, sống hòa đồng với người, nhẹ nhàng với trẻ nhỏ thích nghi tốt với điều kiện môi trường nên cũng được các trang trại ưa chuộng như phụ tá đắc lực của họ. 8. Labrador Retriever Chó tha mồi Labrador thường được gọi với tên thân thuộc là Lab là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ chúng thuộc nhóm chó săn mồi, gundog và thường dùng để tha các con mồi về cho chủ trong các cuộc săn. Tên gọi Labrado có xuất xứ từ chữ Labrado trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha, có nghĩa là người lao động. Trong quá khứ, chó Labrado là giống chó được các thủy thủ, ngư dân neo phao và Bồ Đào Nha ưa chuộng nhất. Labrado là giống chó rất tình cảm, triều mến, đáng yêu và nhẫn nại. Là giống chó hiền lành tốt nết. Chúng rất mến trẻ con, lại không đòi hỏi những điều kiện chăm sóc phức tạp, rắc rối. Mức độ thông minh cao, rất trung thành, bền bỉ và vui vẻ. Giống chó Labrador là một trong những giống chó đứng đầu trong bảng phân cấp các giống chó xét theo khả năng hiểu đúng và thực hiện chính xác một số lượng lớn nhất những câu lệnh của người. 9. Giống chó Selen sebo chúng là chó nhỏ đến trung bình và có nhiều màu sắc màu sắc, chẳng hạn như lông chồn, tam thể và xanh chim hét. Giống này một phần bắt nguồn từ những con chó được sử dụng tại đảo Selen cho chăn gia súc và bảo vệ cừu. Chó chăn cừu Selen là sản phẩm của sự kết hợp giống chó chó Border Collie và Iceland Jackin. Trước đây, Selen được người dân châu Âu nuôi với mục đích chăn gia súc. Selen có ngoại hình trung bình, phù hợp với giống chó được nuôi làm thú cưng. Giống chó này nổi bật nhất đó chính là lớp lông kép với nhiều màu xen lẫn rất đẹp. Nói đến sự thông minh thì xe len được đứng trong top 10 chú chó thông minh nhất hiện nay. Với một giống chó vừa ngoan ngoãn vừa trung thành lại biết bảo vệ chủ nhân thì đúng là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đam mê nuôi thú cưng. 10. Loài chó chăn cừu Đức là một giống chó kích cỡ lớn, xuất xứ từ Đức. Tại Việt Nam, giống chó này được gọi là chó burger, phiên âm từ tiếng Pháp burger cũng có nghĩa là chó chăn cừu. Do có sức lực, thông minh và có khả năng tuân thủ mệnh lệnh trong huấn luyện, chúng thường được dùng trong lực lượng cảnh sát và quân sự. Vì chúng rất trung thành và có bản năng bảo vệ chủ, chó chăn cừu đức là một trong các nòi chó được đăng ký nhiều nhất. Chó chăn cừu có bản chất trung thành và gắn bó với người quen của chúng. Tuy nhiên, chúng có thể thái quá trong việc bảo vệ gia đình chủ hay lãnh thổ, đặc biệt nếu chúng không được huấn luyện để quen với người chó chăn cừu đức rất thông minh và thuần và một số người cho rằng cần nghiêm khắc với chúng nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy kết quả đạt được trong việc huấn luyện chúng cũng tương tự nếu không nói là tốt hơn khi sử dụng biện pháp khen thưởng để huấn luyện chúng